chúng ta là Tráng sinh Việt Nam cháy trong tim, ước vọng đồng nhất, nắm tay cùng xây dựng tương lai thật tuyệt vời, huynh đệ nhân gia khắp mọi miền. Chúng ta về đây đến cao nguyên, đất trời tung nguyên, đem tin vui thành viên chính thức của phong trào hương đạo Long Châu. Đà Lạt thành phố ngàn hoa, Đà Lạt miền thông reo, nhưng con đường vẫn có dốc núi như ngôi nhà thấp thoáng trong xưa. Về nguồn, về với tình thân hồn bạc tràn lấp thân thương, bên lửa hồng tâm tư trao gửi nhận nhường, dùng mình tha nhân đồng nhất trọn vẹn yêu thương, đồng nhất vì vàng niềm vui cho tương lai. Xây dựng tương lai đất nước huynh đệ.